Nghe nói thông tin là lượt lúc 3 giờ khuya quý vị ha. Để đợi người thân gia đình về đây tại sĩ Vũ Linh quý vị ạ. Lễ nhập quan của nghệ sĩ Vũ Linh thì được diễn ra lúc 3 giờ tối hôm nay nha quý vị. Và nghệ sĩ Vũ Linh thì chút hơi thở cuối cùng lúc 12 giờ hôm nay. Xem livestream có thể nhấn nút like, share và ký cho mình này cô chú, thì cô bác ơi, quan kia đường thế không ạ? Xe đang ở đâu mà? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.